Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy thông báo chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Họ cũng là cặp sao đầu tiên của Trung Quốc tuyên bố ly hôn ngay sau khi phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt. Tin đồn giữa hai nhân vật chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là những tin tức về chuyện tình cảm của cặp đôi. Và mới đây nhất, có tin lan truyền trên mạng xã hội rằng chồng cũ của Dương Mịch đã tổ chức kết hôn với một nữ diễn viên nhỏ hơn anh 19 tuổi. Được biết, nữ diễn viên tên Trần Đô Linh, theo nguồn tin thân cận cho hay, cả hai nên duyên khi có cơ hội hợp tác chung trong dự án phim Đây Chính Là Cuộc Sống vào năm 2019. Thậm chí, cả hai đã đi đăng ký kết hôn vì một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, một số nguồn tin trên mạng còn cho hay Trần Đô Linh hiện tại đang mang thai tháng thứ 5 và đàn trai đang trên tinh thần sẽ thông báo tin vui này đến với mọi người trong thời gian sớm nhất có thể. Trước đó, không chỉ Lưu Khải Uy mà Trần Đô Linh cũng không ít lần vướng tin đồn hẹn hò, nên khi tin tức lan truyền cũng không lạ lẫm gì với cư dân mạng. Tuy nhiên, chưa thể chắc chắn được điều gì khi nghe chính chủ lên tiếng xác nhận về tin đồn thất thiệt này. Ngay sau đó, để bảo vệ thần tượng trước những tin đồn vô căn cứ, fan hâm mộ của cặp đôi đã nhanh chóng đưa ra những hình ảnh của Lưu Khải Uy và Trần Đô Linh đang đi đăng ký kết hôn. Chuyện đăng ký kết hôn là có thật, nhưng thông tin chính xác những hình ảnh của cặp đôi được cắt ra từ một phân cảnh của bộ phim Đây Chính Là Cuộc Sống vào năm 2019. Cũng có thể đây chỉ là cách cặp đôi quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt chăng? Lật lại những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên họ Trần, netizen đều nhận ra thời gian qua cô nàng rất chăm chỉ làm việc, khoe rất nhiều hình ảnh chụp cho tạp chí, nhãn hàng. Nhưng những tấm ảnh chụp cận vòng hai của Trần Đô Linh, dân tình đều khẳng định rằng cô nàng không hề mang thai 5 tháng như báo chí đồn thổi. Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng được biết đến là cặp đôi trai tài gái sắc nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt sau nhiều năm gắn bó, cả hai chính thức tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2018, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Hậu chia tay, Lưu Khải Uy chăm sóc con gái nhỏ, còn Dương Mịch bận rộn với lịch trình công việc dày đặc. Cô bị lên án là người mẹ vô tâm, chỉ biết kiếm tiền, mãi mê chìm trong tình yêu với Ngụy Đại Huân. Vậy nhưng mới đây, trang Net X đã chia sẻ về câu chuyện cuộc gọi điện thoại vô tình của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Thời điểm đó, khi tham gia một show truyền hình, cô có gọi điện cho bố chồng là tài tử Lưu Đan để được trò chuyện với con gái Tiểu Gạo Nếp. Không thể ngờ được rằng, người bắt máy ở đầu dây bên kia lại là Lưu Khải Uy. Điều đáng nói, Lưu Khải Uy không nhận ra tiếng của Dương Mịch nên đã hỏi lại, xin chào, cô muốn tìm gặp ai? Ngay lập tức, Dương Mịch không hề nao núng liền hỏi lại, ấy, bố Lưu có phải không ạ? Câu hỏi này ngay lập tức hóa giải tình huống khó xử và gượng gạo, khiến cho Lưu Khải Uy biết ý biết tứ hơn. Janet Ace đã dành lời ngợi khen cho EQ của Dương Mịch khi cô nàng biết xử trí nhanh gọn trong trường hợp này. Tuy nhiên, vẫn còn một ý kiến gây chú ý và tranh luận, chính là việc Lưu Khải Uy không thể nhận ra tiếng của bà xã mình. Yêu và cưới nhau suốt nhiều năm trời, vậy nhưng ngay cả điều nhỏ nhặt này anh vẫn không thể làm nổi. Janet Ace cho rằng Lưu Khải Uy không xứng đáng làm chồng. Hôn nhân của Dương Mịch, Lưu Khải Uy vướng mắc nhiều vấn đề về tài chính. Mặc dù là mối quan hệ vợ chồng, nhưng cả hai làm việc chung công ty và còn tranh chấp nhiều quyền lợi khác. Khi tin đã dứt và tiền còn đang tranh cãi, họ đã cố ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng để giải quyết dứt điểm. Trước đó, cặp đôi Dương Mịch, Lưu Khải Uy đối mặt với vô số tin đồn khiến dân tình chóng mặt. Có nguồn tin thì khẳng định cả hai đã tái hôn. Lại có blogger cho hay cặp đôi đã tìm được hạnh phúc mới. Dương Mịch chuẩn bị kết hôn lần hai với Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, cả Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều không đưa ra phản hồi nào, dân tình vì thế càng hoang mang cực độ.